Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng thế giới tăng vọt trong đêm qua do báo cáo bảng lương tư nhân được viết tắt là ADP của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Tuy nhiên, lại nhanh chóng giảm giá chỉ sau chưa đầy 1 giờ. Theo giới chuyên gia nhận định, vàng chưa hết thời và một cơn bão hoàn hảo đang hình thành để đẩy giá vàng lên cao hơn nhiều. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên chiều tối nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường thế giới giá vàng có sự bứt phá tăng nhẹ. Tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch hôm nay ngày 5 tháng 8 theo giờ Mỹ, giá vàng đang được niêm yết ở mức 1.811,2 USD trên một ounce. Với thị trường vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 5 tháng 8, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 56,55 triệu đồng trên lượng, giá bán ra là 57,25 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện tại chênh lệch giá bán vàng và giá mua ở mức là 700.000 đồng trên lượng. Trong khi đó, tại tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng tiếp tục cùng giữ nguyên không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán. Tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, không thay đổi giá vàng trên bảng điện tử trong nhiều ngày nay. Hiện tại giá vàng SJC vẫn niêm yết ở mức 56,90 cho đến 57,52 triệu đồng trên lượng. Giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long cũng như vậy và hiện tại đang giao dịch ở mức 51,51 cho đến 52,21 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trang sức giao dịch ở ngưỡng 50,75 cho đến 51,85 triệu đồng trên lượng. Với thương hiệu Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,45 cho đến 57,90 triệu đồng trên mỗi lượng. Hiện tại với mức giá 1.811 USD trên ounce, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu, 1 USD tương đương 23.050 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 50,29 triệu đồng trên lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,96 triệu đồng trên lượng. Với thị trường vàng thế giới đang giữ ở mức cao trong phiên giao dịch tối ngày hôm qua ngày 4 tháng 8 theo giờ Việt Nam khi Mỹ công bố báo cáo bảng lương tư nhân ADP. Thông số giúp dự báo sự tăng trưởng việc làm của tháng trước do tổ chức tư nhân Automatic Data Processing thực hiện. Theo đó, dữ liệu thị trường lao động cho thấy khu vực tư nhân có ít lao động hơn so với dự kiến trong tháng 7 năm 2021. ADP cho biết có 330.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 7 năm 2021, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng khoảng 950.000 việc làm. Vào lúc 21 giờ ngày hôm qua, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch điện tử Kitco ở ngưỡng 1.831,4 cho đến 1.832,4 USD trên ounce. Như vậy tăng hơn 20 USD trên một ounce so với phiên giao dịch liền kề. Tuy nhiên, ngay sau đó vàng giảm khỏi mức cao hàng ngày do động lực trong lĩnh vực dịch vụ mạnh hơn so với dự kiến trong tháng 7 năm 2021. Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Quản lý Cung ứng được viết tắt là ISM, vàng thế giới lùi về mức 1.811,1 cho đến 1.812,1 USD trên một ounce. Chỉ số nhà quản lý mua hàng phi sản xuất ở mức 64,1% vào tháng 7, tăng từ mức 60,1% của tháng 6 năm 2021. Mức tăng này đã gây ngạc nhiên cho các thị trường với dự báo đồng thuận kêu gọi chỉ số này ở mức 60,1%. Các nhà đầu tư và thị trường nhạy cảm với dữ liệu việc làm bởi sức khỏe của thị trường lao động là một vấn đề quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang theo dõi có thể quyết định tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo một số nhà kinh tế, dữ liệu ADP mới nhất tạo ra là một số rủi ro đối với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố chính thức vào ngày 6 tháng 8. Theo dự báo đồng thuận, các nhà kinh tế đang kỳ vọng 870.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 7 năm 2021. Một số quan chức ngân hàng trung ương cho hay dữ liệu việc làm mạnh mẽ trong tháng 7 và tháng 8 có thể khiến Fed giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng vào cuối năm nay. Vậy thì tại sao ở thời điểm này ngưỡng 1.800 USD trên ounce lại đang là quá rẻ? Mới đây, quỹ Quadriga LGNL đã đưa ra dự báo vàng vẫn có khả năng tăng lên 3.000 cho đến 5.000 USD trên ounce, tương ứng với 83 cho đến 139 triệu đồng trên lượng trong vòng 3 cho đến 5 năm tới, khi các thị trường đánh giá thấp những rủi ro dài hạn liên quan đến việc ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi in tiền ồ ạt. Theo nhà quản lý quỹ Diego Parira cho hay việc in tiền của ngân hàng trung ương không thực sự giải quyết được vấn đề mà nó đang trì hoãn vấn đề. Vàng sẽ được hưởng lợi hoàn toàn từ việc trở thành một tài sản vật chất mà bạn không thể in ra. Theo ông Diego Parira nhận định, việc in tiền và các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo trên toàn thế giới đã tạo ra nhiều vấn đề dài hạn, bao gồm cả bong bóng tài sản. Và các ngân hàng trung ương có một công việc khó khăn trước mắt khi nói đến việc giảm và tăng lãi suất trong môi trường này. Vàng có thể bắt đầu tăng giá sau một sự kiện rủi ro
cho thấy các ngân hàng trung ương không kiểm soát được tình hình kinh tế. Theo ông William Kay, nhà đồng sáng lập kiêm quản lý danh mục thuộc Wyssel Phoenix, lạm phát cao hệ lụy của chính sách tiền tệ nới lỏng có thể sẽ là một nhân tố quan trọng tiếp theo hỗ trợ cho giá vàng trong trung hạn. Trong ngày 28 tháng 7, sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ, Fed tái khẳng định quan điểm lạm phát cao sẽ không kéo dài. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay nền kinh tế Mỹ đã có bước tiến nhưng chưa đủ để Fed bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản và điều này đang hỗ trợ cho giá vàng. Theo ông Matt Prarat, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của World Core USA nhận thấy mức giá 1.800 USD trên ounce hiện nay của vàng là quá rẻ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của vàng trong vai trò trú ẩn an toàn. Ông khẳng định nếu lạm phát không tạm thời mà kéo dài thì một vòng xoáy tăng giá của kim loại quý có thể sẽ xuất hiện, khi tiền mất giá vàng sẽ tăng và nếu vấn đề nợ nần diễn biến xấu, giá vàng có thể tăng theo biểu đồ hình parabol, vì giới đầu tư sẽ ồ ạt gom để mua phòng ngừa rủi ro. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số phân tích của thị trường vàng thế giới, thế còn chi tiết giá vàng trong nước diễn biến như thế nào, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn. Bảng giá vàng trong nước được cập nhật chi tiết trong phiên chiều tối nay, sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.650.000, bán ra 5.790.000. Doji Hà Nội mua vào 5.640.000, bán ra 5.785.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 5.665.000, bán ra 5.745.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 5.670.000, bán ra 5.725.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.660.000, bán ra 5.710.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Cụ thể với SJC Đà Nẵng mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Nha Trang mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Cà Mau mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Bình Phước mua vào 5.653.000, bán ra 5.727.000. SJC Huế mua vào 5.652.000, bán ra 5.728.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Miền Tây mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.657.000, bán ra 5.730.000. Tiếp theo là vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC, nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.100.000, bán ra 5.170.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.070.000, bán ra 5.140.000. Vàng 24K mua vào là 4.989.1000, bán ra 5.089.1000. Vàng 18K mua vào là 3.670.4000, bán ra 3.870.4000. Vàng 14K mua vào là 2.811.9000, bán ra 3.011.9000. Vàng 10K mua vào là 1.958.6000, bán ra 2.158.6000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên chiều tối nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.